12 thứ 7 ha. À, Penny có một cái gọi là cái buổi họp mặt nè, mấy anh chị tới chơi cho vui thôi ha. Thì Penny có hôm nay là có nướng thịt nè, rồi làm một vài món hết trơn vui vui cho mình anh chị em mình tới họp mặt để mà ăn uống chơi cho vui vẻ. Bây giờ mọi người theo đi ra ngoài vườn nha, để coi là mình có những cái món gì rồi. Rồi đi ha. Đây là phòng khách của nhà mình nha. Đây có bông đẹp nè, thấy không, rất là đẹp luôn nha. Em phải đổ nước mới lên á, em chồng em đó. Gia đình anh chị em bạn bè ngoài này mình ăn cho nó vui ha. Đó là bàn tiệc nho nhỏ. Rồi ở đây có cái gì nè, ở đây có món đồ xào nè ha. Rồi hôm nay là có salad nè, giờ là món salad, món đồ xào ha. Còn đây là vịt. Chút tối thì cả nhà sẽ ăn bún măng vịt nè. Đó là đại khái là như vậy thôi. Còn ở ngoài kia thì có mấy anh chị đang hướng. Đây có cái chuối nè, cái chuối. Thấy không, cái chuối dễ thương không? Cái chuối này á là có hai cái con rồi nè, có được hai cái con nữa nè. Mình mua nó có một cây này thôi mà nay nó mọc thêm được hai cái con, nó dễ thương quá ha. Ở dưới chút luộc nè, ngoài đây là mày ngoài vườn nha. Vườn đó mà mấy chị đang nướng thịt, vâng lại đó hôi thịt đi, nó gãy nói sao xui á. Nhìn kìa, ông chủ barbecue. Ông chủ barbecue. Anh Thịnh sẽ hello. Hello. Đó, anh Tuấn. Cái mấy này nhỏ đã biết ông phụ. Đứa nó mang nó về, đứa đi chơi rồi. Vậy là còn đây là cái bông hortensia, cái này nó ra bông cũng lâu lắm nè, nó được là màu mình gọi là màu gì, màu hồng, màu fuchsia hả, màu fuchsia, mà mấy tiếng Việt mình gọi là gì quên rồi, hồng phấn hả, hồng hơi đậm, hồng đậm đây. Còn cái bông này cũng rất nè, cái bông này nó cũng rất là đẹp nha. Đó. Và cũng có cây húng đó nè, cây húng này mới trồng. Giúp cá đó, có cây giúp cá nè, giúp cá này mới sinh về, chắc nó sao nó bị hơi vàng rồi, chắc bữa nữa phải cho phân nhiều ha. Có tía tô nữa kìa, cái tía tô nữa nè, là cái tô nè, lá to không, à, to ha, cái tí to đó nha, đủ ăn rồi. Không có bị không có không nghe đó là không có cái trường phẩm rồi, bị biển đang đắp cặn rồi, chắc ở đây nè ăn nhập luôn mà. Ở đây mình có thể ngồi ngoài này nè, mình uống cà phê hay là gì đó. Đó ở đây là coi như là nhà của Penny Hoàng ha. Đây, cái bông lan này nó bị nó từ hồi tháng 4, tháng 5, ngày tháng 3, đầu tháng 4 chứ. Nè, đầu tháng 4 rồi, nên nó cũng rụng rất là nhiều rồi. Cái bông này cũng đẹp nè. Cái bông này cũng đẹp. Ở ngoài này có cây bông tím nè. Ở ngoài sân này cái bông này nhìn cũng hay lắm. Rất là hay. Đó. Mùa hè thì mình chân bông chân hoa một chút xíu. Đây cái bông lan này. Bông lan này hôm nọ mua rẻ lắm mọi người, mua có $1.50, một cây như vậy là có €1.50 thôi nè mọi người. Dễ thương không? Đó. Mình mua 3
ba chậu nhỏ như vậy đó, chân vô đây rồi mời cả nhà nha. Đây rồi mời vô mời vui vẻ nha cả nhà. Ủa có cái nước chậu nhỏ ăn thôi. Rồi mời cả nhà ăn ngon nha. Đó để làm lạnh đúng không? Đó. Đó. Để làm lạnh đúng không? Lấy anh Thiện uống nước nước ngọt anh Thiện ha. Ừ. Bao nhiêu để cái bình nước ngọt này cô Vân đưa cho Tú đâu Tú. Món sườn nè. Thiếu món gừng không em? Đây là cái gì đó. Đó đó. Đây, món sườn nha. Chờ. Để cho mấy cái món sườn nha. Món sườn nha. Mấy cái chén ơi, để qua một cho mấy cái muỗng này muốn chén không? À chén để mình sáng này mình để. Đang nướng thì nó sẽ. Có đây là đây. Sang cái gì vậy? Sang nước mắm. Chắc còn kiếm gì lấy sườn em ơi. Mỏ sườn. Ở sườn á. Lấy hai cái gì nhỏ. Thôi mời cả nhà nha. Mời sao mời á còn ngồi không vậy? Mời. Ủa, anh uống. Có rồi. Mời là phải gặm đi. Mời. Thôi mời cả. Dịch anh làm hả? Dịch phải dịch mua. Tưởng anh lạc lông rồi. Không thì không mình đâu biết gì cái nó hồi. Lộ bỏ gừng vô. Đây là chia thêm nước mắm ra này. Chia nước mắm ra. Lộ anh bỏ gừng vô nhìn thêm nước mắm bên này. Anh em ơi, nó xa phải không? Đó. Để đây nước mắm. Nhà cửa xong xuôi hết chứ mấy. Chị cho nước mắm rồi. Đây làm chưa xong. Có bánh mì nữa nè, hoa ăn. Lấy bánh mì ăn thêm. À có. Cái, nướng thêm nữa nha. Nướng thêm nữa nha. Thôi ăn hết thì nướng. Thế hả? Sợ nó dư nhiều quá. Ở đây chén. Bà Hồng cho xin một cái tô trong đây. À, để được xương này. Xương hả? Sáu bảy năm nữa ăn dịch lại rồi. Sáu năm mới stop rồi. Đây để em quay. Cái gì? Em lắp nó giang. Cả nhà. Mà vô. Cũng ly đi. Chai. Cũng ly cho nó vui. Anh tụ học ăn uống cho nó vui nha mọi người. Có cái chuối. Rồi, mình đi ra ngoài kia một chút nha. Thịt mình nướng vỉ nè, thấy ngon không? À mùa hè đó mọi người. Là thường á là bạn bè anh chị em tụ vô bắt đầu là mình sẽ nướng thịt để coi là nó vui đó mọi người. Mùa hè thì thường là như vậy chứ mùa đông thì cũng ít lắm ạ. Chỉ tụ họp nhau trong nhà thôi mà thỉnh thoảng. Còn mùa hè thì hết anh chị này kêu rồi tới người này người kia kêu thì mình cứ tụ nhau lại rồi mỗi người chút xíu mọi người để mà hùng vô rồi ăn uống rồi cho nó vui chứ mùa hè bên này nó cũng ngắn lắm ạ, không có được dài đâu, tại vì nó cao lắm là chừng 2 tháng là gọi là nắng tốt trời đẹp ạ, chứ nhiều khi tháng này tháng 7 trời xấu nhưng mà tháng 8 có thể là trời đẹp đây. Oops. Ôi da, cây này nó ngã. Đây, cái cây này á là cây mùng tơi nha.
mọi người, cái mùng tơi đó mới ương ra được bài lớn. Tại vì chị bảo là ương nó cũng hơi khó đó, chị mới mới cho mình để mình về mình thử trồng để coi có được hay không. Cây đó, cái mùng tơi đó, chị bảo rằng là mùng tơi của Nhật, rất là ngon, lá thiệt là to, ngon lắm. Thì mình cũng thử thử xem coi là mình trồng có được hay không hả. Đấy, rồi thịt ướp rồi nè, trời ơi nhiều lắm luôn nha mọi người. Đó, mình ướp rồi, làm nướng vỉ thì mấy nhỏ nó thích lắm ạ. À, chở đều nó chứ không có nó khét. Sườn nhiều thịt lắm ha cả nhà. Đó, rất là nhiều thịt luôn nha. Ngon lắm. À, mình ăn với bánh mì chứ hôm nay mình cũng không ăn với bún. À, do là nhiều khi luộc bún lên rồi nó cứ dư hoài à mọi người, tại vì người ta cũng hay thích ăn sườn không vậy đó, thì mình mua bánh mì về mình ăn thêm với lại salad thì nó cũng ngon, vẫn thích. À, thơm lắm ạ. À, để quay vô trong cho mọi người xem là mấy anh chị đang thấy vui ha ha. À, năm nay á là mình thấy là cái bông này nó hơi nhỏ nè ha, chứ mấy năm trước cái bông nó to lắm ạ. À, năm nay hình như là cây cối nó bị làm sao á, nó hơi nhỏ lại. Đó, mấy anh với chị đang nơi nói chuyện á. Mà sáng nay nghỉ rồi mới ra vườn canh me còn Phật rồi con gì nó ăn rồi không thấy. Anh vợ vô mấy cái lá có nó giật giật lá lên mà không thấy. Con nó là nhỏ xíu à. Tại nó ăn buổi tối hay sao mình. Con nó nhỏ xíu à. Mà mấy con slack thì ok biết mà tìm thấy con mắt nó đi. Mấy anh chị vui vẻ là được rồi. Mấy con slack là ăn hết lá luôn. Còn mấy con này lại ăn cái lỗ lỗ chứ không phải là mấy con slack mình cả đây nhà đây bà xã trồng đồng tuổi thấy mấy cái lá còn. Mình cũng có cây bông treo nè, mình rất là thích màu tím nha cả nhà, đẹp lắm. Có anh Thiện là đỡ lắm luôn á, lúc nào mà nướng thịt có anh Thiện là anh Thiện giúp liền à. Rồi. Mình dừng video ở đây đi. Mấy anh mấy chị kêu vào vô ăn rồi. Mấy cái cây đó là nó nặng rồi đó, cái chậu bự này nó cao cỡ đây. Nè, cả nhà coi nha, mình cũng có khô cá đuối nè, khô cá đuối ha. Còn đây là khô cá thiều nè. Giống Việt Nam mình quá ha. À, mình thích ăn khô cá thiều hơn à. À, nướng ít cho mấy anh nhậu ha, mấy anh nhậu thì thích ăn khô cá thiều, nói chung là khô cá là thích hơn. À, thịt. À, đúng ra thịt này á mình ăn với lại bún ha mọi người, chắc nó ngon á. Cái này mình phải chở thường ha, nó không có sẽ bị khét nè. Nó không ngon, tại vì cái khô này mình thấy nó ngọt ngọt á. Nó hơi ngọt ngọt. Chở đều đều, đều tay chút. Được hết lên giờ còn Lan nó câu cho vui thì nó câu xong nó xả. Còn mình nó câu thì nó xả. Mấy anh chị đang nói chuyện đi câu cá đó cả nhà. Câu cá bây giờ chỉ được phép câu một con thôi chứ không được câu nhiều. Câu nhiều là sẽ bị phạt ạ. 2 năm rồi.
ra được 2 năm rồi. Cái này có du á, cũng có là bắt bắt có bằng một con như là mình cũng mới nghe anh Lực chia sẻ là bây giờ Hào cũng không được phép bắt nhiều á, nếu mà bắt nhiều á là sẽ bắt mình đó. Sẽ bắt số gì nữa đây đó đem cá đuối với ba cá mấy cá bây giờ gì đâu ăn đâu với cá cái lục có kêu nó cái lục kêu cái gì đâu đâu em còn sẽ bắt mà Việt Nam mình câu sẽ bắt luôn à, nhưng mà đó là mình là kêu HR đó là con kêu cái gì đói đói là Việt Nam là số 1 là con nào cũng dạ để anh bắt anh thôi đó là bắt dạng lưới là để có lưới gì nhưng mà lưới là để không ăn luôn đó nó ngộ quá nhãn rẻ tiền, rẻ tiền cũng phải ngon, cuốn mày cũng ngon, không có bắt được, người ta chơi bắt được đâu, cũng bán được rồi, bắt có, Lê Văn Đình còn bắt, nhưng mà đó là không ăn được, những cái bự như này, mình thấy đã lắm rồi, đang cho bắt chơi nhiều, mình làm bắt quá nhiều, rồi nướng cũng ngon rồi, nướng này cô, nướng cũng chán rồi bắt lại là cái thua xe bắt. À, cả nhà thấy không, ở nước ngoài ăn uống tụ họp là như vậy không thôi ạ. Cái cuối lấy cái là mấy thằng nhà của tao á, đô là 15 đồng ký xe bắt xì vào đó đô là 15 đồng ký là con bạn em mới được. Đây là đó. Đây là bó bông mà chị dâu mới đem xuống cho mình nha. Mới đem xuống cho đó, tặng cho mình đó. Bó bông đẹp quá ha cả nhà. Thơm thiệt là thơm luôn á. Bông hồng, bông ly cũng rất là thơm ạ. Cái bông nào cũng thơm mà bông hồng thơm lắm cả nhà ơi, thiệt là thơm. Thơm lắm, đẹp ha. Ít bữa nữa cái bông này mà nó nở ra là nó sẽ to lắm ạ, tại vì cái cành nó không, nó đã to như vậy rồi, một cái bông không mà nó to. Cái nhìn cái thân này, cái thân của cái bông hồng này, cái cây á, là mình đã biết là nó to hay là bông hồng to hay bông hồng nhỏ, hay nó to. Đẹp ha. Cái bông này cũng rất là ấn tượng, màu tím. mấy chị đến rồi, mấy chị đem dưa tới cho chút xíu nữa rồi mình bổ ra cho mấy anh chị dùng. Ông Lan Li Ti này rất là dễ thương ha. Cái này hôm nọ là mình mua, lý do tại sao là nó rẻ là tại vì lúc đó là bông nụ đã nở ra gần hết rồi ạ. Cho nên họ cũng muốn bán đi để họ đưa họ hàng bông hoa mới vô đó. Thì hôm đó là tình cờ mình tới thôi, chứ thường á một cái cây như vậy nè cả nhà là cũng phải 6 euro á dạ. Nhưng mà hôm nọ họ chỉ bán có một euro rưỡi thôi, thì mình thấy mình rờ cái cánh bông này nè, mình thấy nó rất là còn cứng. Nếu mà nó cứng á, tất nhiên là nó còn mới chứ nó không có yểu mềm mềm. Nếu mà yểu mềm á là mình thấy nó là bông đúng như là nó sắp tàn rồi, mình không có chưng được lâu nữa, mình có rờ vậy thì mình thấy nó cứng quá cho nên mình mới mua. Mà lúc này là cũng 3 tuần rồi thì phải, mà vẫn đẹp như thường, chưa có dấu hiệu tàn vậy. Tại vì hôm nọ mình mua là nó còn ít nụ, với lại nó chưa có nở bung ra hết đó mọi người. Cho nên mình thấy nó như vậy mà rất là dễ thương ha. Mình chia sẻ cho cả nhà mình xem. Đó, cái lan đó, cái lan Li Ti. Nó có cái giống lan nhỏ nữa ạ, nhỏ cỡ khúc tay đổ lên thôi ạ. Khúc này đổ lên có giống lan nhỏ như. Nhưng mà ông lớn ông làm thì nó ăn giống như 50 đô la, 50 đô la, cũng 25-30 đồng euro đây. Đây là thí dụ không có xin mà cũng Việt Nam á, mình sắp tàn rồi nè. Cái đó là không tiếng gì không có thì các mình xin. Chào mọi người, bây giờ là tối rồi ha. Bữa tiệc cũng đã tàn rồi thì Penny xin dừng video tại đây nha.
À, đây là những người thân quen yêu quý nhất đến chơi với gia đình mình nha. Rồi, mình chào cả nhà nha. Xin chào cả nhà. Xin like.